Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ án liên quan đến hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khởi điểm từ những sở thích cá nhân, hạn chế trong suy nghĩ, không màng đến hậu quả gây nguy hiểm đến an ninh trật tự, dẫn đến các đối tượng thanh niên ngày một lún sâu vào hành vi vi phạm pháp luật. Bằng tinh thần quyết liệt đến cùng, toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đang ra sức đấu tranh ngăn chặn những hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của mỗi người. Đây là đối tượng Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo kết quả giám định, những khẩu súng 3D do Sơn sản xuất có khả năng bắn được đạn thật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu số súng này được sản xuất và sử dụng tràn lan. Tình cờ em theo dõi, anh tìm được cái video và em thấy hay nên là em cũng làm. Cái đó anh thấy làm nó dễ, khi mà em xem video em thấy nó dễ dàng, cách làm nó dễ nên là em thử làm theo và làm được. Còn đây là hai đối tượng Phùng Xuân Ngọc, 25 tuổi và Lê Đình Minh Hùng, 26 tuổi, cùng trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố khởi tố về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng vào tháng 7 năm 2023. Trước đó, vì nhiều người mượn tiền không trả nên Ngọc đã bàn bạc với Hùng cùng mua một khẩu súng ngắn trên mạng xã hội để đi đòi nợ. Hùng thỏa thuận sẽ nhận súng và 5 viên đạn đầu chì qua đường chuyển phát nhanh dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện và tham khảo cách lắp ráp theo video được gửi từ người bán. Giờ em cũng thấy hành vi của mình là sơ trái với pháp luật, không nên tàng trữ vũ khí quân dụng tại nhà, tại vì mình là công dân, mình không có quyền để tàng trữ vũ khí gây nguy hiểm tới mọi người xung quanh. Nhận thức hạn hẹp đi cùng với sự hiếu thắng, ham lợi nhuận, rất nhiều thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng cũng như các địa phương lân cận đã vướng vào vòng lao lý. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị địa phương đã nắm tình hình, tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sản xuất, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, nó gây nguy hại cho an ninh quốc gia cũng như là công tác đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn thành phố. Trong thời gian vừa qua, cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện nhiều vụ chế tạo, sản xuất, rồi là mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Và đáng lưu ý là các đối tượng phạm tội còn rất là trẻ, trong khi đó là pháp luật là rất nghiêm khắc với cái hành vi phạm tội này. Tính sát thương của những loại súng tự chế, súng 3D đều rất nguy hiểm, không khác gì các loại vũ khí thông thường được nhà nước quản lý. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương trước những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp.